Hi, xin chào tất cả bạn banner nha. Thì Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui nha các bạn. Có một bạn chia sẻ nè, anh Long và chị Phượng đồng thuận trao đổi là 314.000 314 đô một bi đó đổi cái xe Cruise Z ô tô nha các bạn 217. Tổng cộng là 51,9 bi một xe này nha các bạn. Đó thì Thành sẽ đưa cái video cho các bạn xem nha. Hôm nay tôi và Nguyễn Đức Long và bà Trần Thị Phượng này có trao đổi một chiếc xe Cruise nhập khẩu 27 đăng ký 28. Là bà Trần Thị Phượng là chính chủ. Và chuyển đổi qua cho tôi là ông Nguyễn Đức Long với một lượng bi là đồng thuận là 52 bi. Đồng thuận với một bi bằng 314 đô. Đây, xe chính chủ của bà Trần Thị Phượng sẽ sang qua cho ông Nguyễn Đức Long. Chiếc Cruise. Đây, bà này là chủ xe đây. 51,9 bi mà được một chiếc ô tô Cruise này thì hết sức là tuyệt vời. Thành cũng muốn đổi nhưng mà Thành không biết địa chỉ ở đâu nha. Nhưng mà Thành nghĩ ở Việt Nam mình chắc có đổi chỉ có một chiếc duy nhất này thôi nha các bạn. Thì Thành nghĩ là lần lần bi cái giá trị trong cuộc sống là chúng ta chỉ một chiếc ô tô chúng ta chỉ đổi 10 đến 15 20 bi gì thôi nha các bạn. Rồi sẽ có nha các bạn. Đó các bạn hãy cố gắng mà chờ đợi đi, cứ tia sét hàng ngày đi. Chờ đợi một ngày nào đó mà net mở thì bi cái giá trị lúc đó là rất là ok nha các bạn. Chúng ta bi là tiền rồi thì chúng ta cầm bi cũng như là cầm tiền trong túi vậy á. Chúng ta muốn đi đâu tiêu thoải mái. Bữa nay có nhà hàng khách sạn nè, cửa hàng vàng bạc đá quý nè, hoặc là cái gì đó cũng đồng thuận bằng bi, ô tô đồ cũng đồng thuận bằng bi hết rồi nha các bạn. Rất là nhiều thứ đồ gia dụng hàng ngày chúng ta cũng đang đồng thuận bằng bi. Nhưng mà hiện tại cái giá đồng thuận ở Việt Nam chúng ta rất là thấp nha các bạn. Cho nên có nhiều bạn cũng có thể đổi nhưng mà có nhiều bạn thì không có đổi, không có đủ bi nha các bạn. Đó, một chiếc điện thoại hôm nay người ta đổi tới 200-300 bi lận nên nó cũng rất là cao nha. Thì chúc mừng cho cái bạn này đây đồng thuận là 314 đô. Đầu tiên ở Việt Nam mình với cái chiếc ô tô như thế này nha các bạn. Các bạn thấy chia sẻ Thành hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.